Rồi cái này là bộ combo combo gắn cánh cửa xe nha. Nếu mà này là nói ra là cái bộ này là tối ưu nhất á, thì khách nên gắn hai cặp xe năm, mà nói chung gắn hai bộ này là tốt nhất nè, đừng có gắn đồng trục hay gì hết. Tại vì cái này á, cái bass nó ăn thua, một cái dàn loa ăn thua là cái bass nó có xuống sâu hay không, còn cái tiếng chép á mình lắp vô á, chứ mình lắp chép vô là được. Còn mấy cái đồng trục á, cái hạn chế của cái đồng trục á là nó cái bass nó xuống không được sâu, do nó bị lủng cái lỗ đây nè, nên là cái bass nó xuống được sâu. Thì con này á là nó màng carbon á, màng nó nhẹ nó đánh mạnh lắm đó, màng carbon đó. Thì khách có mấy sự lựa chọn ha. Một là lấy phân tần GTO 69 ha, thì cái này là loa này JBL 675 mà, có thể lấy phân tần 69 hoặc là phân tần của JBL của 675 luôn ha. Cái này là của 675 luôn nè đó, muốn chọn cái nào cũng được. Chép thì khách có thể chọn chép beam đúp hoặc là chép của JBL ha, muốn lấy chép nào cũng được. Rồi ai có nhu cầu liên hệ nha, giá bán công khai con này luôn là 1,3 triệu nha. Rồi ai có nhu cầu liên hệ, cảm ơn nhiều.